rồi các bạn đợi cái tool nó làm việc thôi. Rồi ngon lành luôn các bạn ơi, ngon lành luôn các bạn ơi, nó lên nè, lên logo Pentaboy các bạn, đó nó lên logo là thành công nha các bạn, nghĩa là bonus chém M8 con 7 loot này mình boost ram đít ok các bạn ha. Alo, xin chào các bạn, hôm nay mình nhận được cái con iPhone 7 loot các bạn, 7 loot màu đen các bạn ha. Nó hiện trạng là nó bị khóa kết hoạt các bạn, bị màn hình hello các bạn. Nó hôm nay dễ hiểu là màn hình hello các bạn ha. Thì còn mật khẩu là màn hình passcode, này là màn hình hello nha các bạn. Nó bị khóa kết hoạt cho chủ sở hữu các bạn ha, iOS 15. Thì khách hàng họ return, họ xóa sao hỏi allow thì họ cũng quên luôn các bạn, nhờ mình bypass mà xài wifi nha các bạn, không có xài sim các bạn ha. Thì các bạn muốn bypass xài sim cũng được thôi, nhưng mà hiện tại thì nói chung là cái phí nó cũng còn cao các bạn. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình ha, mình bypass giúp các bạn. Thì cái này là iPhone 7 loot các bạn, iOS 15. Ờ iOS 15 thôi các bạn. Thì nói chung trên iOS 15 trở lên là cách làm nó khác iOS 14 13 vậy nha các bạn. Thì máy hello thì điều đầu tiên là mình phải đổi số series gốc của nó các bạn ha. Đổi số series gốc của nó nè, theo cái số series tool mà các bạn làm á. Thường thường tool bypass nó sẽ cho một cái số series của cái tool đó các bạn làm các bạn ha. Thì giờ mình đưa về chế độ debug nha các bạn. Chế độ debug thì các bạn nào chưa có rành đó thì các bạn lên Google tìm hiểu giúp mình ha. Cái này nó khá là đơn giản nha các bạn. Thì các bạn vô chế độ debug á, các bạn mở Power Tool lên rồi để các bạn dễ canh ha. Khi máy vô debug rồi các bạn buông tay được rồi ha. Rồi cái này Power Tool nó nhận debug mode rồi các bạn. Cái này 7 loot iOS 15 tình trạng là khóa kết hoạt cho chủ sở nha các bạn. Mình bypass xài wifi các bạn ha. Rồi các bạn mở đi qua manager nè, kiểm tra coi thử driver nó nhận chưa. Chưa nhận thì các bạn cài giúp mình các bạn ha. Thì cái video trên kênh á thì mình cũng có làm á, khá là chi tiết, các bạn cài đúng là được nha các bạn. Thì cái này 7 loot chip A10 các bạn. Chip A10 thì mình về chế độ bonus cutter, mình đổi cái số series theo cái tool mà mình cũng chia sẻ mấy video trước rồi các bạn ha. Tool credit như này các bạn. Rồi mình về chế độ bonus cutter cho nó. Cái này cái tool nó yêu cầu là mình vô chế độ bonus nào cũng được á. Thì là mình cái tool nó hoạt động rồi các bạn. Nhưng mà mình để ý là mình chỉ giờ mình vô thử cái chế độ iBounder nè, các bạn xem ha. Coi thử cái tool nó chạy nha không nha các bạn. Tool thì nó báo miễn vô chế độ bonus á là cái tool nó hoạt động các bạn. Giờ mình chạy iBounder nè. Mình đợi coi thử cái tool nó iBounder nó về chế độ bonus thành công các bạn ha. Rồi mình mở lại cái tool đó. Rồi mình đưa về màn hình màu, coi thử nó có về màn hình màu nha các bạn. Mình đổi số series nó. Rồi iBounder thành công rồi các bạn. Bonus iBounder thành công các bạn ha. Rồi các bạn đóng tool lại. Các bạn để ý nha, khi các bạn làm thì cái driver bên device manager các bạn nhìn ha, nó còn nhận là các bạn cứ bấm cho nó chạy cái tool nha các bạn, còn nhận bình thường ha. Giờ chủ yếu mình coi thì nó mở được cái bộn nha các bạn. Đó chế độ iBounder nè. Rồi các bạn bấm go to bubble để vô chế độ đi chế độ dual mode đó các bạn. Các bạn bấm các bạn đợi ha. Coi thử cái tool nó có chạy nha các bạn. Các bạn thấy nó đứng vậy chứ thiệt ra cái tool nó đang chạy á các bạn. Cái tool nó đang chạy ha. Giống như nó đang load cái bọt cho mình á. Nhưng mà nó phải cái máy iPhone nó phải lên chế độ màu á. Về màn hình màu cái bọt nó mới mở ra nha các bạn. Rồi cái driver vẫn còn nhận nè các bạn. Còn bọt thì không thấy đâu các bạn ha. Rồi. Vậy là không được các bạn. Cái chế độ iBounder này thì nó improve các bạn ơi. Tối thui luôn. Coi như chế độ iBounder là mình boot không được các bạn ha. Không có đưa về chế độ màn hình màu mà mình làm cho cái tool này được nha các bạn. Thì giờ mình đưa về bonus cutter cho nó nha các bạn. Đưa về chế độ bonus cutter rồi mình mở lại tool đó. Mình bypass các bạn ha. Xin lỗi các bạn, mở lại tool đó. Mình đổi số series các bạn. Cái này cũng có một số video trên kênh đó mình có làm khá là kỹ á. Các bạn chịu khó xem lại giúp mình nha. Về chế độ bonus cutter á. Thì cái này thì mình cũng làm cho nó... bước này mình làm nó cũng nha, cho nó nhanh khỏi mất thời gian của các bạn nha các bạn. Thì giờ mình chuyển về mình cài chế độ, mình cài cái driver LitUK các bạn để mình đưa về chế độ Gator cho cái con iPhone 7 loot này nha các bạn. Thì các bạn cứ update driver bình thường á, rồi các bạn chọn cái file mà LitUK thì nó sẽ về cái
nên nó sẽ có nhận driver list ok thôi các bạn. Mình muốn về chế độ gaster trên Windows trực tiếp á, không cần USB boot á, thì mình phải là đưa về cái driver list ok nha các bạn. Rồi các bạn bấm chọn cái file của list ok trong cái folder các bạn dài nén ha, các bạn bấm ok. Rồi các bạn bấm next luôn là nó sẽ mở cho mình cái driver list ok nha các bạn. Rồi các bạn kiểm tra lại ha, driver phía dưới nó mất đi rồi các bạn. Rồi nó chuyển lên phía trên nè ha, list ok nó mở. Rồi các bạn mở lại cái gaster window, các bạn chạy cái lệnh cmd cho nó nha các bạn. Chạy cái firepath nè, firepath thì nó tích hợp trong đó, thì các bạn muốn là các bạn chạy lệnh cmd nhưng máy video trước cũng được nha các bạn. Thì có firepath thì mình mở là mình chạy cho nó nhanh các bạn ha. Rồi driver list ok nhận, các bạn enter cho nó chạy. Khi nó chạy nhiều dòng chữ các bạn để ý nó báo là cái chế độ bonus thành công là được các bạn ha. Ồ cái này nó bị treo các bạn. À hồi nãy giờ cái máy nó còn dính chế độ Apple Wonder các bạn, mình chưa boot lại các bạn ha, nên cái tool nó còn báo nè các bạn. Giờ mình vô lại chế độ Apple mode lần nữa các bạn ha. Rồi mình mở lại cái gaster window mình chạy các bạn. Rồi nó chưa lên được, các bạn đợi xíu ha. Rồi mình đưa về lại chế độ Apple mode đó các bạn. Các bạn đợi xíu đưa về chế độ Apple mode đó, rồi mình hướng dẫn các bạn tiếp ha. Thì đưa về chế độ Apple mode đó, rồi mình bấm cái lệnh cái firepath đó các bạn cho nó chạy. Nó chạy mà nó báo cái Apple Wonder cái chế độ bonus mà gaster thành công á, thì các bạn trở lại cái tool mà one list đó, mình nói cho dễ hiểu ha. Tool nó one list, bấm cho nó nhanh. Rồi cái driver nó vẫn nhảy xuống cái phần USB driver nè các bạn update lại cái driver list ok các bạn ha. Update cái này khá đơn giản hơn là mình chạy cái dây disk nha các bạn, dây disk máy video trước ha. Rồi để bu đầy đủ list ok nhận, các bạn mở lại cái file lệnh cmd là các bạn bấm enter cho nó chạy các bạn ha. Khi chạy cái driver bên list ok nó còn á, là nó sẽ vô chế độ bonus thành công nha các bạn. Rồi nó bị nhảy xuống nữa các bạn, nhảy xuống nữa các bạn ha, vậy chưa thành công ấy, các bạn cứ tiếp tục update cái driver cho nó lên lại cái list ok là nó báo on đông nha các bạn. Rồi các bạn bấm next. Ok, cái tool nó báo thành công rồi các bạn, lệnh cmd nó báo thành công các bạn ha. Bây giờ bạn có thể boot vô cái chế độ gì này các bạn. Rồi bên này là bonus gaster thành công các bạn ha. Rồi mình đóng cái mấy cái lệnh cmd lại hết, mình mở lại cái tool credit đó các bạn. Rồi mình đưa về chế độ màn hình màu các bạn ha, coi thử nó về được màn hình màu, nó mở cho mình cái bọt để mình đổi số series không nha các bạn. Nhưng mà trước khi cái tool đó, các bạn chạy Auto Bubble thì mình phải xóa cái driver list ok ha, mình chuyển lại về cái driver gốc nha các bạn. Thì cái này nó nôm na nó cứ driver này nó dạng như là nó chuyển lên chuyển xuống đó, tùy theo cái tool nó hoạt động các bạn. Cái tool nó hoạt động, mấy cái tool đổi số series nó hoạt động thì nó phải nhận driver thì nó mới chạy các bạn ha. Còn mình chuyển driver thì mình làm chuyện khác nha các bạn. Rồi các bạn bấm Auto Bubble nè. Rồi cái tool nó làm việc, các bạn đợi coi thử nó có lên màu không. Rồi mở bọt mở đồ gì không nha các bạn. Này là bài loot các bạn ha, mình đổi số series trực tiếp trên Windows luôn nha các bạn. Rồi tool nó đang làm việc các bạn, nó mất driver, nó còn driver, kệ nó các bạn, các bạn cứ đợi ha. Rồi ngon lành luôn các bạn, ngon lành cành đào luôn các bạn ơi. Rồi nó lên chế độ màu là ok nè các bạn, iPhone nó lên màu rồi các bạn. Đó cái phần mà USB driver các bạn, nó có dấu chấm than các bạn ha, nó đợi mình update driver các bạn. Các bạn update là nó sẽ mở được một cái bọt nha các bạn. Rồi các bạn chọn USB serial device các bạn bấm net. Ok là cái bọt nó sẽ thông qua các bạn ha, nó mở một cái bọt nữa các bạn. Cơm máy đây. Rồi nó mở cho mình một cái bọt các bạn ha. Rồi các bạn bấm scan bọt á, là nó sẽ load cái số series gốc của cái máy nha các bạn. Rồi các bạn làm tool nào á thì mình các bạn copy cái số series tool đó vô ha. Mình tiếp tục làm iBoy nha các bạn. Rồi cái tool cái số series iBoy nó cho mình copy paste vô. Rồi các bạn bên tay phải nó có chữ write á, các bạn viết ha. Rồi on down rồi các bạn. Đổi số series thành công các bạn ha. Rồi mình đợi cái máy nó khởi động lại. Rồi các bạn kiểm tra cái số series coi thử đúng theo cái tool mà mình cần làm không các bạn ha.
rồi các bạn cứ đợi. Nếu đúng số series á, thì mình mở tool đó, mình đưa về chế độ bonus á, mình qua bát ha. Sẵn cái video này thì mình hướng dẫn các bạn là về chế độ mà bonus á, bonus gutter có thể nó boost ram disk trên cái tool iBoy được không các bạn ha. Rồi số series đổi thành công nha các bạn, số series tool iBoy nó cho nè các bạn, đổi series thành công các bạn ha. Rồi ngon lành, bước 1 thành công nha các bạn. Thì giờ mình làm cái tool nào thì mình mở lên, mình hướng dẫn các bạn làm cái tool free iBoy tiếp nha các bạn. Thì thường thường nó để đổi số series là cái máy nó báo tình trạng là không thể kích hoạt các bạn ha, không có đúng số series nó không có kích hoạt được đâu các bạn. Khi nào các bạn làm nghe gọi hay là nhớ allow gì đó thì mình phải đổi về số series gốc của nó các bạn ha. Thì nó sẽ mình sẽ làm cái nghe gọi hay gì nha các bạn. Giờ mình mở cái tool iBoy lên nè. Tool iBoy thì mình cũng có làm trên kênh khá là nhiều video, các bạn rảnh thì xem lại ha. Các bạn không hiểu gì thì cứ để lại bình luận bên dưới, mình có thời gian sẽ hỗ trợ giúp các bạn. Thì thường thường mình gửi cho các bạn là cái tool iBoy, cái vẹt nó cũ á các bạn, cái vẹt cũ á, nhưng mà cái vẹt này thì các bạn cứ mở lên nó sẽ link cho mình đến một cái link mới á các bạn. Link đó trong đó nó có đầy đủ tool driver đồ đầy đủ các bạn ha, thì các bạn theo đó mà các bạn tải về, trong đó nó cũng đủ phần thành phần full option hết các bạn ơi. Rồi driver nè, driver nó còn nhận các bạn ha. Rồi mở tool iBoy lên 3.5 nha các bạn. Các bạn làm hello thì làm bên phần hello các bạn ha. Các bạn làm hello nhiều lúc các bạn cứ backup passcode rồi các bạn sao kêu backup không được, cứ nhắn tin cho mình thì không được các bạn. Hello thì mình làm bên hello chứ. Thì trước mắt mình phải get hello nó các bạn ha. Rồi mình đọc cái read hello rồi bắt đầu mình get hello nè, giống như backup cái file hello nó cho dễ hiểu nha các bạn. Rồi backup thành công rồi các bạn ơi. Rồi backup cái file hello thành công rồi các bạn. Rồi mình kiểm tra lại cái file backup ha. Thường thường nó có 3 file các bạn, file acti, file login iCloud á. Đủ 3 file là được rồi, các bạn yên tâm các bạn làm ha. Rồi 3 file acti là đăng nhập iCloud đầy đủ các bạn. Rồi chút nữa mình boot ram disk á, rồi mình acti cái file hello nó thôi. Thường thường trong cái tool đó cái đường link iBoy này các bạn, nó có đầy đủ các bạn ha. Trong này là đầy đủ những cái file cần thiết luôn nha các bạn. Các bạn cứ tải về. Này mình nói khá là nhiều ha. Cái phần iBoy Window này và Gutter Window này các bạn. Rồi mấy cái RAM bonus á, đầy đủ luôn các bạn ơi. Rồi những cái tool nè, lưu RAM có luôn các bạn, yeah, disk có luôn nè. Các bạn cứ tải về ha. Ổ cứng các bạn nhiều thì các bạn cứ tải về thoải mái. Rồi các bạn nhớ tải version mới á, về các bạn làm. Giờ mình vô chế độ là vô lại cái bonus Gutter cho nó nha các bạn. Rồi để mình boot RAM disk các bạn ha. Thì các bạn để ý mình làm cái khúc này nha. Cái khúc này thì mình nhiều bạn bị lỗi là tại vì là nó phải bonus á, không phải mình cứ vô chế độ bonus gì là cái tool nó cũng chạy được, nó cũng ram disk được nha các bạn. Cái đó là không phải các bạn ha. Nó phải tương thích nha các bạn. Nhiều tool nó hơi bị khó chịu á. Rồi vô để bonus thành công rồi các bạn. Giờ mình tiếp tục vô cái bonus gutter cho cái con này nha các bạn. Cái video này nó khá là dài á, thì các bạn chưa có rành á, thì các bạn cứ có thời gian các bạn cứ xem đi, xem là các bạn sẽ hiểu hơn ha. Nhiều lúc các bạn cứ tua nhanh quá thì các bạn có nhiều khúc các bạn không hiểu á, các bạn nhắn tin hỏi mình ha. Cái tool này nó cho đăng ký cái registry, cái số mã seed miễn phí các bạn. Các bạn cứ copy á rồi dán lên cái trang chủ, các bạn cứ đăng ký thoải mái ha. Rồi đã đăng ký cái số series cái con này thành công các bạn. Giờ nó đợi vô chế độ bonus á, rồi mình boot ram disk thôi. Là nó chưa vô chế độ bonus nha các bạn. Driver nhận đầy đủ, giờ để bonus đầy đủ luôn. Giờ mình tiếp tục vô cho cái chạy cái bonus gutter các bạn ha. Thì giống như cái khúc đầu mà nãy mình vô mà mình đổi số series thôi. Cái này thì mình tua hơi nhanh á. Thì để cho nó vô cái bonus gutter thì tránh mất thời gian của các bạn ha. Thường thường mình boot ram disk là mình vô cái bonus đó các bạn. Bonus rồi mình boot ram disk. Boot ram disk ok thì mở SSH rồi mình cứ acti cái file hello mà các bạn backup thôi. Rồi xong xuôi rồi các bạn. Vô bonus thành công các bạn ha. Bonus gutter. Rồi mình vô lại chế độ bonus gutter thành công rồi nè các bạn. Rồi mình mở lại cái iBoy á. Ồ driver nó chưa có. Mình phải update lại driver xuống cái phần UB rồi driver các bạn ha. 2017 nha các bạn, 2017 ha, các bạn bấm net.
Ok, driver nhận rồi, bấm chết đi qua nè các bạn. Coi thử iBoy nó nhận bonus gì các bạn ha. Nó đứng thì các bạn mở lại tool. Ok, ngon lành các bạn, bonus gutter các bạn ha. Các bạn nhớ là đang là ở tình trạng là bonus gutter nha các bạn. Bonus gutter nè. Rồi, cái số mã acid để đăng ký đầy đủ luôn. Rồi mình cứ mạnh tay mình bấm boost embed thôi các bạn. Các bạn bấm boost embed, các bạn đợi cho nó boost ha. Nó boost thành công thì mình mở SSH á. Các bạn mở SSH thành công thì các bạn active cái file hello thôi. Thì các bạn để ý coi thử nó có boost thành công nha các bạn. Đó, nó đang boost nè, nó đang sending nè. Những cái file offline trong cái phần mà tải về các bạn nhớ bỏ trong thư mục boot channel các bạn ha. Nó mới có file mà nó boost nha các bạn. Không là nó báo lỗi á. Các bạn nhớ ha, đây là 7 loot, bản RFN mà EWS 15 các bạn. EWS thấp là mình bypass nghe gọi luôn á. Này EWS cao quá các bạn. Cao thì giờ mình làm cách này thôi. Cho khách xài wifi các bạn ha. Rồi các bạn đợi nè. Đợi cho nó boot nè. Rồi boot fail các bạn. Boot mà nó không có lên cái biểu tượng logo Thunderbolt á là nó fail nha các bạn. Đó, nó báo nè. Cái máy không có boot vô chế độ SSH Embedded được. Rồi giờ là vui lòng vô lại chế độ bonus. Có nghĩa là cái bonus gutter này á 7 loot boot Embedded fail nha các bạn ha. Mình vô chế độ gutter á mà mình boot Embedded á là nó thất bại trên cái tool iBoy nha các bạn. Mình chỉ làm tool iBoy thì mình nói bên iBoy các bạn ha. Thì mình test con nào nó ra sao thì mình đều lên video chia sẻ cho các bạn ha. Các bạn không hiểu thì để lại bình luận bên dưới á, hay các bạn thắc mắc cái gì á thì cứ nhắn tin cho mình ha. Mình trả lời giúp các bạn. Rồi mình về lại cái mình boot lại cái máy iPhone 7 Plus rồi các bạn. Bây giờ mình tạo cho nó cái USB chạy chết M8 các bạn ha. Có thể nhớ USB gì cũng được các bạn. Trên kênh mình cũng có một số cái video về iPhone Unix đó bằng cái ren hoặc là cái ren bonus hoặc cái USB các bạn. Bạn chịu khó xem giúp mình ha. Rồi mình ghim cái thẻ nhớ vô nè. Ghim thẻ nhớ vô rồi mình build build cái file ISO đó. Cho nó nhanh các bạn ha. Rồi mình về cái chế độ bonus. Bonus chết M8 nha các bạn. Chứ bonus gutter nó đâu có boot được đâu. Bây giờ mình kiếm cách về bonus khác rồi mình làm thôi các bạn. Cái video này mình làm khá là kỹ á, cho nên nó hơi hơi dài á. Thì các bạn xem từ đầu đến cuối các bạn sẽ hiểu hơn ha. Rồi mình mở bao tool nè các bạn. Mình build tới cái file mà ISO á. Rồi mình boot vô cái khởi động lại máy, mình boot vô cái chế độ USB boot á, để mình chạy chết M8 các bạn ha. Cái mình build bằng cái bell tool nữa các bạn. Nó nhanh lắm các bạn. Bấm cái nó chạy lẹ. Nói chung là ZM8 nó cũng có nhiều loại lắm nha các bạn. Nó cũng có 2-3 loại lần các bạn ha. Chứ không phải là các bạn boot vô cái bonus mà nó cứ chỉnh trên tool nó hiện ZM8 là thành công đâu nha các bạn. Có nhiều cái ZM8 thành công mà cũng có nhiều cái ZM8 nó fail nha các bạn ha. Thì cái này là theo cái tool các bạn. Bây giờ mình khởi động lại máy tính, là khởi động lại máy tính vô chế độ USB boot. Máy tính các bạn có phím tắt khác nhau thì các bạn tham khảo trên Google rồi các bạn vô thôi. Rồi máy mình đây vô phím tắt F12 thì vô cái thẻ nhớ mình các bạn, UEFI các bạn ha. Các bạn chọn enter là nó sẽ chạy một số dòng lệnh. Cái khúc này nó có mình quay nó hơi bị tối các bạn ha. Nhưng mà cái này thì các bạn cũng quen thuộc rồi ha. Cái này là nó kêu mình muốn vô cái chế độ bonus thì bấm Alt F2 các bạn. Rồi nó đợi cho mình là vô cái chế độ debug các bạn. Nó đợi cái máy vô chế độ debug các bạn ha. Lúc này nó hơi tối, các bạn chịu khó quan sát giúp mình nè. Rồi mình vô chế độ debug nè các bạn. Nó đợi máy nè. Bài loot nó vô chết 18 nó không khó chịu lắm nha các bạn. Vô bằng USB nó không khó chịu lắm các bạn ha. Thì các bạn để ý cũng này ha. Rồi vô debug nè. Khi vô để vô thành công á là cái dòng lệnh nó sẽ chạy nha các bạn. Nó chạy nó báo on đồng các bạn ha. Rồi nó đơ luôn các bạn, nó đứng nè, nó không chạy các bạn ha. Nhưng mà mình để cái máy á, nếu mà nó boot lại á thì các bạn đừng ấy ha. Thì các bạn cứ thử lại các bạn. Nếu nó boot thì các bạn thử lại tiếp nè. Lần 1 được rồi, lần 2 không được, lần 3 nha các bạn. Tệ lắm á là 3 lần nó sẽ thành công nha các bạn. Rồi mình vô tiếp tục để vô nè.
Còn cái máy mà nó không boot lên, nó đen thui mà nó không chạy luôn á, là mình làm cái cách này không có được đâu nha các bạn. Các bạn khỏi thử ha. Ok, ngon lành rồi các bạn. Rồi, vô lại nó boot lên, vô lại lần 2 thành công rồi các bạn. Đó, nó chạy quá cho dòng lệnh rồi các bạn. Thì mình để ý cái dòng lệnh nó báo now boot đó, gì đó là boot vô cái chế độ gì là bonus thành công rồi các bạn. Đó, nó báo nè. Device erode on readily gì nè các bạn. Để mình quay qua cái phần này, nó hơi bị khúc á. Nó báo là Bonus ZM8 á các bạn. Đó, Bonus ZM8 nè. Vô chế độ Bonus ZM8 thành công các bạn ha. Muốn kiểm tra lại thì các bạn bấm Analyst F3 á, thì nó sẽ test lại các bạn ha. Rồi, đầy đủ luôn. Bonus ZM8 thành công. Ngon lành luôn các bạn. Rồi các bạn khởi động lại máy tính á. Các bạn mở lại Tunaboy. Rồi các bạn boot ram disk cho nó các bạn ha. Nếu mà thành công á, rồi các bạn active file hello thôi. Chứ nãy mình boot ram disk xin lỗi các bạn, nãy mình bonus raster là nó fail rồi các bạn ha. Giờ mình về bonus ZM8 nè. Khởi động mình mở lại Tunaboy. Rồi nó nhận đầy đủ các bạn ha. ZM8. Mẹ shit, để đăng ký. Rồi, driver nhận. Để bu máy đang ở chế độ bonus ZM8 rồi các bạn bấm boot ram disk cho nó chạy ha. Rồi nó cứ boot. Khi nó lên biểu tượng logo á là thành công nha các bạn, là nó sẽ boot được các bạn ha. Cho nên là nó có nói chung là cái tool thì nó cũng có nhiều cái dòng máy mà vô chế độ bonus thích hợp á, thì tool nó mới hoạt động tốt nha các bạn. Rồi các bạn đợi cái tool nó làm việc thôi. Rồi, ngon lành luôn các bạn ơi, ngon lành luôn các bạn ơi. Nó lên nè, lên logo Pentaboy các bạn. Đó, nó lên logo là thành công nha các bạn. Nghĩa là bonus ZM8 con 7 loot này mình boot ram disk ok các bạn ha. Rồi các bạn cứ đợi cho nó cái tool nó boot, nó báo thành công á. Rồi các bạn ZSH nó, các bạn active file hello thôi. Rồi các bạn thử lại ha. Rồi các bạn active vô, các bạn test máy. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình ha. Rồi xin chào, cảm ơn các bạn. Taste all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.